Cách nhận biết chó poodle thuần chủng. Giống chó poodle này hiện nay ở Việt Nam mình nó rất là phổ biến và được nuôi rất là nhiều. Tuy nhiên vẫn có nhiều bạn chưa biết một bé poodle thuần chủng thì nó có những đặc điểm gì. Vậy để biết xem bé của nhà mình nó có thuần chủng hay không thì các bạn cần phải lưu ý đến một số các đặc điểm như sau. Thứ nhất, các bạn sẽ xét đến phần đầu của cún. Đầu của chó poodle ấy là cái giống chó có phần đầu nó khá là nhỏ chứ nó không to đâu nhá. Đầu của poodle nó sẽ không tròn. Thường các bạn sẽ nhìn thấy các bé mà nó được cắt tỉa đi ấy, các bạn nhìn thấy quanh đầu của nó rất là tròn. Đấy là do cái phần lông của nó. Còn nếu mà khi các bạn cạo lông của nó đi ấy, thì các bạn sẽ thấy cái phần đầu của poodle ấy nó cũng khá là nhỏ chứ nó không hề to. Đấy, và nó sẽ không tròn vo như là khi các bạn nhìn các bé mà nó còn lông đâu. Thứ hai là về phần là mõm. Giống chó poodle ấy thì cũng là cái giống chó mà có mõm khá là dài nhá. Đấy, như các bạn nhìn thấy này thì có thể nhìn thẳng như thế này thì sẽ thấy mõm nó rất là ngắn. Tuy nhiên ấy thì các bạn nhìn nghiêng ra sẽ thấy mõm nó khá là dài. Đây, nhìn nghiêng như em cún của mình đây này. Đấy, mõm nó dài. Các bạn có thể xem cái video mà mình cạo lông cho bé poodle ấy thì các bạn sẽ nhìn thấy khi cạo lông xong thì sẽ thấy mõm nó rất là dài và phần đầu nó rất là nhỏ. Tỷ lệ chiều dài của mõm này so với phần hộp sọ ấy nó sẽ gần tương đương với nhau. Đây là chiều dài của mõm, tức là chiều dài như thế này này. Đó. Như phần hộp sọ thì nó sẽ gần tương đương với nhau nhá. Thứ ba là về phần mắt. Mắt của chó poodle ấy thì nó sẽ có hình của hạnh nhân, nên là cái phần đuôi mắt của nó sẽ nhọn, hơi nhọn nhá. Đấy, hơi nhọn về đằng sau như thế này này. Đấy chứ nó không to và tròn đúng không? Đấy, bạn chú ý nhìn mắt của em như em cũng của mình này. Đó. Hình của hạnh này. Đấy. Thứ tư đó chính là về phần tai. Tai của poodle ấy thì nó cũng khá là to và dài, nó sẽ cụp xuống như thế này. Chứ tai của poodle ấy nó sẽ không ngắn ngủn ở trên đỉnh đầu như thế này đâu nhá. Cái chiều dài của tai ấy, độ dài của tai ấy nó sẽ kéo dài từ trên phần đầu này xuống đến phần ria mép. Đây này, phần ria mép như thế này nhá. Các bạn kéo phần tai này xuống này, nó sẽ dài đến phần ria mép. Đó, như thế này này. Và các bạn chú ý là phải tính từ phần da nhá. Phần da ở tai này, loại bỏ phần lông đi chứ không được tính phần lông nhá. Phần da này nó sẽ đến phần ria mép hoặc là dài hơn. Đây. Kéo dài, kéo nó xuống đến tận ria mép như thế này này. Đấy, ria mép như này. Đó. Hoặc là nó có thể dài hơn chứ nó không được ngắn. Thứ năm, đó chính là về phần chân. Đối với bàn chân của chó poodle ấy thì các bạn có thể nhìn thấy nó khá là đặc biệt một chút. Chân của poodle nó sẽ có hình oval hoặc là hình elip như thế này này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đó, oval elip này. Các ngón chân ấy thì nó sẽ khít lại với nhau. Các ngón chân rất là khít. Đây, các bạn có thể nhìn như em cúng của mình nhá. Đấy, nó rất là khít lại với nhau. Các ngón chân ấy thì nó cũng sẽ hơi cong một chút, hơi cong xuống lòng bàn chân, hơi cong xuống mu bàn chân nhá. Đây. Nhìn nghiêng ra các bạn mới thấy này. Đấy, tỷ lệ hơi cong của nó. Đấy, nó sẽ cong xuống. Đó. Trên đây là 5 cái đặc điểm để các bạn có thể đánh giá được xem một bé poodle chuẩn thuần chủng hay là không. Những cái đặc điểm này thì là tiêu chuẩn để đánh giá các bé poodle size toy trở lên. Còn đối với size tilly này hay là size tia tắp thì cái này nó chưa được công nhận ở trên thế giới, nên hiện tại nó chưa có một văn bản chính thức nào cả.